Các bạn thân mến, xin kính chào các bạn đã đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay, Ngọc Ánh sẽ đưa các bạn đi xem cái vùng gọi là Golden Beach. Bạn thấy cái hình trên cái này đó, những cái nhà mà ở trên này, có khu này là những nhà họ thẳng ra bãi biển, tức là họ có bãi biển riêng của họ. Khu này là khu của những nhà tỷ phú. Trên con đường đi tới khu này thì nó dọc theo Collin Avenue. Con đường này là phía sau của những cái cao ốc này là biển. Thì có một khúc đầu tiên tới chỗ vùng Golden Beach là Sunny Isles Beach. Đó là những ngôi nhà cao ốc ngó ngang ra biển. Sau khi đi ngang những tòa nhà cao ốc này sẽ tới cái vùng toàn là nhà single house. Thì những cao ốc này cũng là rất là nhiều tiền. Ở đằng sau cao ốc là bãi biển thì khoảng chừng từ 900.000 đô la trở lên. Đây là một khách sạn. Ở đây ông Trump có nhiều có khách sạn. Đây là công viên, để người ta đi tới công viên rồi thẳng ra biển. Thì công viên này có bàn ăn cơm, có chỗ để tắm khi lên từ biển lên. Những cao ốc này là nó mới cất từ mấy năm sau này. Rất sức là sầm uất, bạn thấy có xe cảnh sát đậu đó để bảo vệ an ninh cho những người băng qua đường, tránh khỏi xe cộ chạy ẩu. Cái khu này xe cộ rất là nhiều. Phía bên đường là nhà chung cư và gọi là cũng có nhiều phố xá, tiệm ăn, siêu thị. Thành ra họ rất tiện lợi, cứ băng qua đường là bên này có đủ hết cho tiệm ăn, tiệm uống, tóc, siêu thị, tiệm bánh mì, đủ hết tất cả những dịch vụ. Thì những người sang trọng quốc tế đó thì là họ sống ở trong những cái cao ốc này, có nhiều người lính, nhiều người bảo vệ. Aqualina chung cư 2 phòng và bắt đầu từ 1 triệu rưỡi trở lên, 1 triệu 500 ngàn đô. Đây là đường cất ha, là đường cất thêm đó. Tất cả những phần đông là những người ở trong này là những người giàu có từ tất cả các tiểu bang lạnh họ mua để họ mùa hè, mùa nóng họ về để ở, hoặc là những đại gia quốc tế mua để đầu tư. Đây khách sạn của ông Trump, Trump International Hotel thôi, khách sạn 5 sao. Họ trồng cây cối đẹp, rất là đẹp. Là cái trạm xăng. Tôi dùng và bạn sắp tới xem là vùng gần là vùng độc nhất tại Florida, mà những cái nhà cất là ngay trên cát biển. Thì bạn sẽ thấy là những người giàu đại gia đó, họ cất nhà là họ cất tường lên rất cao, ở phía ngoài khó có thể mà dòm vô ở phía trong. Những căn nhà mà bạn sắp sửa xem thì là những cái căn nhà đó, nó là từ 10 triệu trở lên, 10 triệu đô la cỡ giá đó, có khi tới 15 triệu đô la, là những nhân vật rất rất giàu từ ở Mỹ hoặc là ở ngoại quốc mua. Họ đều là có tường, tức họ có tường rất là cao.
ở ngoài thì khó thấy, mà cái tỉnh Golden Beach này là cái tỉnh rất là giàu. Cái thuế của họ là trên 3% cái trị giá của giá tiền nhà, là nếu mà nhà của họ mà 10 triệu thì họ cái thuế đóng nhà không nữa hả bạn, là cũng là 30.000 đô thôi. Nên bắt đầu sắp sửa tới Golden Beach, họ có cảnh sát của họ, họ mướn, họ tiền thuế của họ rồi mướn cảnh sát. Thành ra ở đây là thì là bắt đầu từ chỗ này là thuộc về Golden Beach là rất là nghiêm ngặt, rất là bảo đảm an ninh. Cái đây là Ocean One, là cái chung cư cao cấp, ở đây giá từ 1 triệu đô la trở lên cho cho hai phòng ngủ. Họ thấy họ trồng cây, họ tỉa cảnh rồi rất là đẹp. Bắt đầu từ chỗ này là bạn là không còn cao cấp, không còn chung cư nữa, là nhà single house. Thì những người mà những cái nhà đây là những rất nhà rất giàu, mà họ xây tường cao, họ xây cổng cao, đứng ở ngoài là khó mà thấy ở trong lắm. Đó, đây là cảnh chung nha bạn, là những cái nhà là Golden Beach, bên một bên là biển, một bên là hồ. Những nhà đây là họ đối mặt với biển. Cái nhà to không, một cái nhà là từ đầu bên này tới đầu kia. Thường thường cái nhà phía trước mà bạn thấy ngắn nhỏ là nhà của kia, là nó là cái nhà của người gác cổng. Vô bên trong á thì mới tới căn nhà chính. Họ có mướn luôn cả những công ty để tới làm vườn, tỉa cảnh, tỉa cây. Đấy, cái nhà ngó ngang ra ngoài bãi biển. Đứng phía ngoài là mình không thấy rõ nhà nó đi vô sâu tới phía trong. Những căn nhà nhỏ trước nhau như cái này bạn thấy đó, cái này nhà chính, cầu hai căn phía trước là chỗ của những người bảo vệ đó, gác gian riêng họ ở. Mình nghe nói là tổng thống Mexico với tổng thống của Nga cũng có nhà ở đây. Là những cái công ty landscape đã cắt cỏ, tỉa cây, đã tường cao rồi còn để trồng cây cho cao. Đấy là xong, thấy cái này họ đương cấp cái mới đấy, cái này cất đi là có họ cất kiểu mới. Hồi xưa chỗ này là những cái nhà nhỏ ở biển, rồi sau người ta mua những nhà đó là người ta đập phá đi, họ cất nhà mới. Họ thấy cái nào cũng là kính cổng cao tường hết. À, phía trước họ thường có phía trước là nhà bảo vệ hoặc là nhà để xe vô trong rồi mới thấy nhà chính cống các bạn. Tường cao, trồng cây cho che khuất cái nhà phía trong. Có nhiều chỗ mình không có đi chậm lại được, tại có cảnh sát đứng.
Đây là công viên ra biển riêng của họ, là người ngoài không có tới được. Đây là trạm cảnh sát họ gác. Và phía bên ngoài, phía bên này là những nhà, phía bên tay trái là những nhà đối mặt ra hồ để đậu tàu. Cái khu này là khu nghĩa là đại gia rất là giàu có mới mua được những căn nhà ở đây. Có vài tài tử cine cũng có nhà ở đây, và có vài ca sĩ. Thêm cổng kính tường cao, mình đứng ngoài mình khó thấy, mà không, mình không có đứng, không dừng xe lại chụp hình được, tại cảnh sát của riêng của họ không cho. Như là nó có một kiểu á, phía trước là nhà gara để xe, rồi có tường, thành ra người ở ngoài đứng vào không thấy được cái nhà.